Ánh nắng mặt trời hôm nay rất cao, nhớ cẩn thận đừng để cháy nắng. Ta-da! Sếp, tớ đã chuẩn bị xong. Wow, có nhiều kem chống nắng quá. Ôi không. Wow, bát liền đã đến rồi. Nhớ phải bôi kem chống nắng trước nhé. Vâng ạ. Kem chống nắng, kem chống nắng. Không, nó ghê lắm. Thỏ Pipi, cậu phải bôi kem chống nắng, nếu không sẽ bị cháy nắng đấy. Đúng vậy, tất cả mọi người đều bôi mà. Còn lâu, thỏ ta đây không sợ ánh nắng mặt trời đâu. Đi chơi thôi nào. Thỏ Pipi, đợi đã. Sao tự dưng tay mình lại cảm thấy hơi rát thế nhỉ? Pipi, bắn chèn, bắn chèn, bắn chèn. Tôi tới đây. Cảm thấy giống như bị bỏng vậy. Hôm nay sao mặt trời nóng gắt thế nhở? Thỏ Pipi, cậu sao cơ? Sao người mình lại như thế này? Sao mọi người lại không bị làm sao? Bởi vì mọi người đều bôi kem chống nắng. Thế sao mà cậu cũng không bị làm sao? Vì chúng ta là robot, robot không cần kem chống nắng. Đúng, đúng. Hả? Đúng. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Đau quá. Dừng lại, dừng lại, dừng lại. Mình bị cháy nắng rồi. Mình phải lên bờ, nóng quá rồi. Tay của tôi. Nếu mình nấp ở dưới bóng mây, chắc là sẽ ổn thôi. Không! Không! Cắt cũng nặng quá! Mình có thể đi dưới bóng của chuối. Được rồi, mình cần phải khởi động trước. Trái, phải, vươn người. Mình sẽ nấp dưới bóng của xe kem. Có cả điều hòa luôn, thật là tuyệt. Cảm ơn. Đừng di chuyển mà. Có vẻ như cậu ta bị cháy nắng rồi. Chúng ta đi kiểm tra cậu ấy xem nào. Được rồi. Không thể nào, nhầm đường rồi sao? Phải làm gì đây? Phơi nắng. Cảm ơn trời. Cậu ấy ở đằng kia. Để mình bơi qua cho nhanh. Da của mình rát quá.
không, cậu ta gặp nguy hiểm rồi. Robby, tới đây. Bắt lấy. Cậu ấy bị cháy nắng rồi, chúng ta phải đến bệnh viện ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, chúng ta không nên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá lâu. Nó có thể gây ra cháy nắng, làm cho da bị đỏ và phồng rộp. Vì thế, khi chơi ở ngoài trời, hãy nhớ bôi kem chống nắng để bảo vệ làn da của bản thân. Như vậy, chúng ta sẽ ít có khả năng bị cháy nắng hơn. Chuyển phát nhanh. Sẵn sàng lên đường. Này anh Báo, hôm nay anh hãy giao những bưu kiện này cho gia đình hamster nhé. Không vấn đề gì. Cảm ơn anh. Không bắt được tôi đâu. Đứng lại ngay sói kia. Không bắt được đâu nhá. Tránh đường, tránh đường ra. Những biểu kiện của tôi. Nguy hiểm. Sếp, tôi sẽ đưa anh ta đến đồn cảnh sát. Được rồi. Biểu kiện của tôi. May quá, chúng vẫn an toàn. Anh Báo, sao bưu kiện của tôi vẫn chưa tới nơi? Bưu kiện của tôi. Ôi không, tôi sắp hết thời gian rồi. Đừng lo, anh Báo, chúng tôi sẽ giúp anh. Thật sao? Thế thì tốt quá. Đi thôi. Bà Vịt, bưu kiện của bà đây. Oh, wow, cảm ơn anh. Anh Bò Rừng, bưu kiện của anh đây. Wow, cảnh sát trưởng Labrador giao hàng cho tôi. Bưu kiện được giao đến rồi đây. Wow, nhiều bưu kiện quá. Chúng đây rồi. Quả cháu. Quả cháu đây. Cháu cảm ơn. Không có gì. Chúng ta hãy đến điểm tiếp theo nhé. Dễ nhiên kìa. Nhưng mà lần giao hàng này thì không. Hãy cẩn thận. Tôi đã đến đây nhiều lần rồi, đừng lo lắng. Đi theo tôi. Cô Dê, bưu kiện của cô đây. Cảm ơn anh. Tạm biệt. Tạm biệt. Sẵn sàng đến điểm tiếp theo. Cẩn thận đấy. Xin lỗi anh. Chúng ta sẽ đi xuống. Đợi tôi với. Này, anh không sao chứ? Tôi ổn, đi thôi. Anh trượt chui, bưu kiện đến rồi đây. Tôi cảm ơn, chúc mọi người một ngày vui vẻ. Anh cũng thế nhá. Anh cũng vậy. Wow, anh còn giao hàng xuống dưới biển nữa à? Anh Báo, anh đã gặp cá mập bao giờ chưa? Tôi chưa. À!
suýt nữa thì. Ơ, ông rùa, biểu kiện của ông đây. Tạm biệt. Cảm ơn. Cuối cùng cũng xong. Giờ mình sẽ thưởng thức một cốc cacao nóng. Hả? Lại có thêm nữa này. Ồ, đây là bưu kiện của gia đình chuột hamster ở trên đồi. Đừng lo, chỗ đó không xa lắm đâu. Lần trước tôi giao hàng là vào mùa hè. Chúng ta không thể nào lái xe trong tuyết được. Đừng lo lắng, chúng ta có thể đi bộ mà. Chuyện này cũng thường xảy ra. Tuyết ở đây dày quá. Phải làm sao bây giờ? Nhưng bưu kiện này phải được giao trong ngày hôm nay. Là đơn hỏa tốc. Lạnh quá. Bà ơi, lúc nào thì chúng ta có thể rửa lại cánh tay chứ? Khi nào bưu kiện đến đây, nhân viên giao hàng chắc chắn sẽ đến đã chứ. Sếp, nhìn tới này. Chúng ta có thể dùng cá kheo. Hả? Tôi có ý này. Hả? Chúng ta đã có xe trượt tuyết. Khi nào thì bưu kiện mới đến ạ? Kẻ trộm đã bắt rồi. Bọn nó đang trở lại. Cửa của các bạn đây. Và cả bưu kiện nữa. Yeah, tuyệt quá. Sửa xong rồi. Ấm quá đi. Cảm ơn các anh nhiều. Mời các anh uống cacao nóng. Cacao nóng ngon tuyệt. Làm người giao hàng vất vả thật đấy. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, những người giao hàng giống như những siêu anh hùng vậy. Họ chuyển các bưu kiện và thư từ nơi này đến nơi khác một cách nhanh chóng và an toàn. Họ bận rộn giao rất nhiều gói hàng mỗi ngày, ngay cả khi trời mưa gió. Công việc khó khăn của họ làm cho cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn. Vì vậy, hãy nhớ cảm ơn những người giao hàng khi nhận hàng nhé. Linh Dương biến hình. Ôi không, cảnh sát lại nhận ra mình nữa rồi. Nhưng ta là Linh Dương biến hình cơ mà. Hãy xem ta đây. Máy siêu hóa trang. Cái gì? Đây là... xấu thế. Lại đi. Wow, người cá trông đẹp đấy. Sao mình lại biến thành cái cây thế này? Sâu bướm á! Quá! Thật nữa!
Ôi trời. Làm sao lại như thế này được? Sao lại có hai tên Alpaca thế này? Tôi không phải, tôi là Linh Dương. Trời ơi, ngươi đúng là Linh Dương. Ngươi đã bị bắt. Không thể tin được. Mũ phát hiện nói rồi. Chúc mừng sinh nhật. Còn muốn ăn bánh không? Bánh sinh nhật. Thật là một chiếc bánh trên đèn. Có chuyện gì thế này? Tại sao bên trong chiếc bánh lại trống rỗng? Hãy đi kiểm tra. Được. Mọi việc vẫn ổn chứ? Ai đó đã làm hỏng chiếc bánh sinh nhật tôi chuẩn bị cho con gái. Một miếng bánh lớn đã biến mất. Dấu cắn. Có ai đó đã lẻn vào và ăn vụng chiếc bánh. Gì hả? Sếp, không thấy có dấu hiệu đột nhập. Vậy thì là người trong nhà đã ăn chiếc bánh. Không phải cháu đâu. Chắc chắn có ai đó đang nói dối. Tôi nghĩ chúng ta cần máy phát hiện nói dối. Papillon. Papillon luôn luôn có cách. Xem đây, mũ phát hiện nói dối. Nó có thể phân biệt lời nói dối. Dopey, cậu thử đi. Dopey, cậu đang giấu đồ ăn trong túi đúng không? Cái gì? Không. Nói rồi. Nhìn này. Buồn quá. Được rồi, tôi đã nói dối. Đi lại đi. Cái máy này xịn thật đấy. Ai là người tiếp theo? Cháu thì sao, gà con? Gà con, có phải cháu làm hỏng bánh không? Không, cháu không làm hỏng cái bánh ạ. Nói rồi. Có vẻ như cậu bé đã nói sự thật. Cháu sẽ là người tiếp theo. Được rồi, hãy để cô bé thử. Đã rõ. Nói với mọi người rằng mình đã không ăn chiếc bánh. Nói rồi. Là cậu ư? Không phải mình, không thể nào. Đợi đã. Mình nhớ ra rồi. Wow, là bánh sinh nhật. Không, đây là bánh sinh nhật của thỏ con. Mình chưa thể ăn nó được. Đúng rồi, mình sẽ ăn mấy cái này. Vì vậy, cháu chỉ ăn những chiếc bánh nhỏ bên cạnh. Nói thật. Vậy là khỉ chị cũng không làm hỏng chiếc bánh.
có thể là ai? Ờ? Thỏ Anh. Cháu đã chạm vào chiếc bánh phải không? Cháu không phải cháu ạ. Không thể là anh ấy được. Anh trai, anh hãy tự nói với chiếc mũ đi. Thật ra cháu mới chỉ cắn một miếng hả? Hả? Nói rồi. Cháu đã cắn hai miếng. Nói rồi. Được rồi, cháu đã cắn ba miếng. Đều nói rồi. Xin hãy dừng lại, cháu sẽ nói thật mà. Lúc đầu cháu chỉ cắn một miếng, nhưng chiếc bánh rất ngon, cháu không thể ngừng lại. Cháu... Wow. Cháu sợ bị phát hiện nên đã che nó lại. Nói thật. Hả? Vậy đó là sự thật. Xin lỗi em gái nhỏ. Đáng lẽ anh không nên làm như thế. Mọi người đều có lúc làm sai điều gì đó. Chỉ cần cháu cố gắng sửa chữa thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vâng ạ. Hãy sửa chữa mọi thứ. Đó là điều những đứa trẻ ngoan làm. Cháu hiểu rồi. Em gái, để anh làm một chiếc bánh khác cho em nhé. Vâng ạ. Bọn chú sẽ giúp cháu. Thơm quá. Chúng ta cùng ăn nhé. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, nếu mắc lỗi, hãy dũng cảm thừa nhận điều đó. Đừng nói dối. Ai cũng có thể phạm sai lầm, nhưng chỉ cần biết nhận lỗi và sửa lỗi cho đúng thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Xin hãy ghi nhớ nha. Kiệt tác bị đánh cắp. Bảo tàng mỹ thuật. Chúng ta vào trong xem đi. Hãy xem những bức tranh đó kìa. Wow, thật tuyệt vời. Bức họa yêu thích Canalisa của tôi đâu rồi nhỉ? Nó ở đây này. Wow. Lạ thật đấy, sao mắt của nàng Canalisa lại bị lác vậy? Bạn nói gì vậy? Đây là bức tranh giả. Sao lại xảy ra chuyện này được? Có vẻ như bức tranh đã bị tráo đổi bằng bức tranh giả này. Hả? Cái gì cơ? Không thể tin được. Bức tranh này còn chưa khô màu. Nó mới được vẽ gần đây thôi. Tên trộm chắc chắn còn ở gần đây. Bác gấu, hãy giữ ở cửa, không cho bất kỳ ai rời khỏi đây. Được. Chúng ta chia ra điều tra xem. Được. Sao chúng họ lại lén lút như vậy nhỉ? Này! Đây là gia đình nhà voi mà. Mọi người bị sao vậy? Chỉ lỗi chúng tôi bị dị ứng với màu vẽ. Họ bị dị ứng với màu vẽ. Vậy họ không thể nào là kẻ trộm được. Anh nhím. Anh ấy đã che giấu điều gì đó. Xin chào bà chuột chuỗi, bà có thấy cái kính của tôi đâu không? Có chuyện gì vậy? Bà chuột ơi, bà nghe thấy tôi nói gì không? Anh ấy đang tìm bắt kính hả? Kính đâu? Anh nhím ơi, kính của anh. Tìm thấy kính rồi. Đau quá.
anh làm sao thế? Có chuyện gì? Có cần tôi giúp đỡ không? Thôi, cảm ơn anh à. Không tìm thấy gì cả. Tôi cũng thế. Cho chúng tôi ra. Chúng ta đi kiểm tra xem. Bác Gấu Trắng, xin hãy mở cửa ra đi ạ. Đúng vậy, tôi phải về nhà có việc. Tôi phải đưa các con đi chơi công viên nữa. Đúng vậy, đi công viên. Xin hãy đợi một lát. Cảnh sát trưởng Labrador, có một bức tranh nổi tiếng đã bị đánh cắp. Mong mọi người giúp đỡ cùng điều tra. Thật là tệ quá. Đúng vậy, tên trộm đã cháo bức tranh thật bằng một bức tranh giả. Thật là một tên trộm danh mãnh. Mong mọi người nhanh chóng tìm lại bức cát Na Lisa đó. Hả? Nhưng mà tôi chưa hề nhắc đến bức tranh nào mà. Đúng rồi, sao không biết? Tôi đoán thôi. Đây là bức tranh nổi tiếng nhất ở đây mà. Cũng đúng. Vậy sao, cô mèo trắng, xin hãy cho chúng tôi kiểm tra ba lô của cô. Dĩ nhiên rồi, đây. Mọi người xem đi. Tôi chỉ mang có ba màu đỏ, vàng, xanh lam thôi. Không có màu xanh lá thì làm sao vẽ được cát Na Lisa? Nên không phải tôi đâu. Đúng rồi. Thật ra mọi người có thể tạo ra rất nhiều màu chỉ bằng ba màu cơ bản. Xanh lam và vàng có thể tạo ra màu xanh lá. Xem này. Đúng là màu xanh lá rồi. Nhưng như vậy sao đủ bằng chứng nói là tôi ăn cắp? Những bức tranh giả này. Thế như thế này là sao? Đúng là bức tranh thật. Chúng ta đã tìm ra nó rồi. Vậy là cô đúng là kẻ trộm. Ái chà chà, các ngươi đã phát hiện ra ta rồi. Bức tranh ảo ảnh. Là con mèo đạo trích. Cô ta chạy hướng này, dừng lại. Suýt nữa tự làm mình chóng mặt luôn. Mình có thể trốn vào đây. Bên trong còn sao nữa. Ở đằng này. Một ngày xui xẻo. Mèo đại trích, đứng lại. Thôi không. Cô ta ở trong này. Khu triển lãm tượng à? Chúng ta thử tìm xem. Bên này không có. Bên này không có. Bắt được rồi. Là một con sâu bóng khổng lồ. Lạ thật, cô ta trốn đâu nhỉ? Cô ta đã dính sơn đỏ, xanh lam, màu vàng. Trộn tất cả các màu lại với nhau sẽ ra màu đen. Ôi không, họ tìm ra mình rồi. Mèo đào trích, cô đã bị bắt. Ghi chú của cảnh sát trưởng, những điều cần ghi nhớ. Các bạn nhỏ, đỏ, vàng, xanh, lam là ba màu cơ bản của cuộc sống. Khi các bạn trộn các màu này với tỷ lệ khác nhau, chúng ta sẽ có được bất kỳ màu nào mà các bạn mong muốn. Thật thần kỳ đúng không nào? Wow, cầu vồng kìa. Tô màu rất vui. Các bạn hãy thử chơi nhé. Hộp ảo thuật thần kỳ. Cháu, hãy xem này. Cờ có thể biến cây kem thành một cây kem siêu to khổng lồ đấy. Làm như thế nào ạ? Hãy xem hộp thần kỳ của cô đây. Khởi động. Đã xong. Một cây kem siêu to khổng lồ nhé. Cháu muốn có một chiếc xe thật to ạ. Đừng lo, cô có thể biến mọi thứ theo yêu cầu. Ừ,
bóng của cháu đây. Còn đây là ô tô của cháu. Nào mọi người, hãy tập trung những thứ quý giá của mọi người vào đây, rồi cùng xem chiếc hộp thần kỳ có gì bất ngờ cho bạn nhé. Mọi người đi nào. Lạ thật, sao hôm nay đường phố vắng tanh thế này? Không, không ạ. Có chuyện gì vậy nhỉ? Sao vậy nhỉ? Lại nữa à? Anh lười, anh đi đâu mà vội vàng thế? Ở đằng kia có một chiếc hộp thần kỳ. Nó có thể làm mọi thứ trở nên to khổng lồ. Gì cơ? Làm thế nào được nhỉ? Chúng ta mau đi kiểm tra xem. Dạ. Đợi tôi. Mọi người đừng vội, rồi sẽ thấy lên từng người mà. Được rồi. Đã sẵn sàng. Đợi đã. Hãy thử của tôi nữa. Dĩ nhiên. Chúng ta giàu to rồi. Điều bất ngờ sẽ diễn ra sớm thôi. Khởi động. Wow. Ôi, thật là tuyệt. Điều bất ngờ là điều bất ngờ là tất cả mọi người đều đã bị lừa rồi. Cái gì cơ? Cô lại là Linh Dương. Kẻ lừa đảo, chúng ta đã bị lừa. Đừng rồi lo, chúng sẽ không thoát được đâu. Cảnh sát xin hãy bắt bọn chúng. Giữ chặt vào. Ở đằng kia. Áo quần bay. Hãy xem đây. Cái gì? Các người sẽ không bao giờ bắt được tiến sĩ Linh Dương vào đâu. Con ta nhảy lên tòa nhà rồi. Chúng ta đang mất dấu rồi. Dobby, Babylon. Dobby bay. Cô không quăng được tôi đâu. Có chuyện gì vậy? Dobby! Không. Linh Dương, cô đã bị bắt. Hãy theo chúng tôi về đồn. Ồ, may mà mình đến muộn. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn.
Các bạn nhỏ, không có bữa ăn nào là miễn phí. Đừng bị lừa bởi những chiêu trò giá rẻ của người xấu. Người xấu thường lừa chúng ta bằng những đồ vật miễn phí. Vì thế chúng ta phải luôn cẩn thận. Hãy luôn đặt câu hỏi cho những ưu đãi quá mức hấp dẫn dành cho mình. Hãy ghi nhớ điều này nhá. Học đi xe đạp. Đi xe đạp dễ ớt ý mà. Xem đây. Thỏ Anh, cậu có sao không? Tớ không sao, tớ sẽ biết đi xe đạp sớm thôi. Tập nào. Mình muốn bỏ cuộc, khó quá đi mất rồi. Dừng lại. Cẩn thận. Đừng lại. Người không bắt được ta đâu. Chú mượn xe đạp của cháu được không? Được ạ. Wow. Sói, ngươi không thoát được đâu. Đứng lại ngay. Quay xe này. Đừng hết nữa. Sói, hãy theo chúng tôi về đồn. Wow, các chú thật là giỏi. Cảm ơn xe đạp của cháu nhé, cháu đã giúp chú rất nhiều. Ủa? Cháu bị thương à? Cháu muốn tập đi xe đạp nhưng mà cháu cứ ngã suốt thôi. Cháu có còn muốn tập không? Không, cháu bị ngã đau lắm. Đừng lo, bọn chú sẽ dạy cháu nhé. Đầu tiên, chúng ta cần một chỗ trống trải bằng phẳng, ít người qua lại. Sau đó, hãy mang đồ bảo hộ. Điều chỉnh độ cao của chỗ ngồi. Làm sao cho chân của cháu chạm đất. Thấy chưa? Đỡ sợ hơn nhiều rồi đúng không nào? Thử di chuyển bằng chân để tập thăng bằng trước. Giỏi lắm. Cứ như vậy nhá. Nhìn đường nào. Phía trước một tảng đá lớn kìa. Cho mày làm gì đây? Hả? Đâu đâu? Tảng đá đâu cơ? Đâu đâu? Đây mà là đá to á. Giờ chúng ta phải tập bóp phanh và rẽ nhá. Vâng ạ. Đừng sợ, hãy thử bóp phanh thật nhẹ nhàng. Tuyết, cẩn thận nào, chậm lại. Đi xe đạp thật là khó, cháu không tập nữa đâu. Wow, thật là ngầu. Chú cũng từng suýt bỏ tập xe đạp từ khi còn nhỏ đấy. Vậy chú học như thế nào ạ? Cẩn thận đấy. Ô,
không tập nữa đâu. Ồ, không sao đâu con yêu. Nếu còn ngã xuống, hãy đứng dậy và đi tiếp. Còn chắc chắn sẽ làm được mà. Vâng ạ. Và giờ cuối cùng chú cũng làm được. Ồ, nếu ngã xuống, hãy đứng dậy và đi tiếp. Đúng rồi. Và đừng bao giờ sợ ngã. Đừng bao giờ bỏ cuộc khi mọi thứ khó khăn. Vâng ạ. Cháu sẽ tập tiếp. Cố lên nào. Đúng rồi, tập tiếp đi. Đã to. Đừng lo, bóp nhẹ phanh nào. Tảng đá này to thật. Giữ thăng bằng, chúng ta dễ nào. Đúng rồi, giỏi lắm. Cháu giỏi lắm, tiếp tục nào. Đừng hoảng sợ, bình tĩnh, cháu làm được mà. Cháu làm giỏi lắm. Sắp hết cả chú rồi. Cảm ơn các chú đã dạy cho cháu ạ. Tất cả là công sức tập luyện của cháu mà. Thảo Anh, chúng mình đạp xe đi chơi đi. Ờ, được. Chào chú ạ. Chào cháu. Ghi chú của cảnh sát trưởng. Những điều cần ghi nhớ. Các bạn nhỏ, chúng ta bị ngã khi tập xe đạp là một chuyện rất bình thường. Đừng sợ hãi và bỏ cuộc. Nếu các bạn bị ngã, hãy đứng dậy và tiếp tục cố gắng. Các bạn chắc chắn sẽ làm được. Phải luôn luôn đeo đồ bảo hộ và tập xe ở những nơi an toàn cùng với ba mẹ nhé. Chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng bạn. Giữ mật khẩu an toàn. Đã xong. Tiếp theo là đặt mật khẩu cho cửa. Đã cập nhật mật khẩu mới. À, các con, các con đã nhớ mật khẩu cửa chưa? Giờ thử xem nào. Vâng ạ, vâng ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mở ra. Yay, cửa mở rồi. Anh Ngỗng, mật khẩu cửa nhà anh quá đơn giản và dễ dàng bị phá. Các cháu cũng không được cho bất kỳ ai biết mật khẩu cửa nhà mình nhé. Rất nguy hiểm nếu bị người xấu biết được. Cảm ơn đã nhắc nhở chúng tôi. Tạm biệt. Vậy để ba đổi mật khẩu cửa nhé. Để ba nghĩ xem nào. À, ba biết rồi. Đã cập nhật mật khẩu mới. Các con đã nhớ mật khẩu mới chưa? Vâng, con nhớ rồi ạ. Ngoan lắm, chúng ta vào nhà thôi nào. Khóa cửa tự động à? Vậy hãy xem, máy giải mã của ta đây. Mật khẩu gì mà dễ đoán quá vậy? Dễ như ăn kẹo. Vụ này muội thu rồi. Ôi không, sao lại có hồ nước ở đây chứ? Mọi thứ mình lấy đều bị mất hết rồi. Ở đây có một cái khóa tự động nữa này. Không có cửa tự động nào mà ta đây không phá được. Giải mã không thành công. Cái gì? Không thể nào, một lần nữa. Trời ơi, mình không thể phá được cái khóa này sao? Mình phải trốn. Mày nghe rồi, chúng mình mở cửa thôi nào. Đội hình mở cửa, mật mã là. Mình phải nghe trộm mới được. Nói nhỏ thôi.
phải nhìn lén mới được. Bị che mất rồi. Ôi không, mình chẳng nhìn thấy gì cả. Không có mật khẩu nào mà ta không thể phá được. Vợ cháu đây. Cảm ơn ạ. Các cháu thân yêu, hãy tham gia giải đố nhé. Sẽ nhận được phần quà là kẹo mút đặc biệt. Wow, kẹo mút. Đầu tiên là chọn nối số nhé. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đúng rồi, màu sắc của quả chuối. Đang ạ. Đúng rồi. Yeah. Mật khẩu nhà các cháu là 1, 1, 5, 5. Dừng lại, chúng ta không được cho ai biết. Đúng rồi, đây là bí mật. Chúng cháu không chơi trò này nữa đâu ạ. Chào cô. Này, đừng đi. Suýt nữa thì được. Mình sẽ có một phương án khác. Chờ đấy. Xin lỗi, cô đang làm gì ở đây ạ? Cô đến từ công ty ổ khóa tự động. Cô đến để kiểm tra độ an toàn của ổ khóa nhà các cháu. Các cháu có thể cho cô biết mật khẩu được không? Mật khẩu ạ? Phải làm gì đây? Chúng ta nên nói cho cô ấy biết được không? Không biết mật khẩu thì cô không thể kiểm tra độ an toàn được. Nhà các cháu có thể sẽ bị trộm đấy. Cái gì? Bị trộm á? Vậy thì chúng ta phải nói cho cô ấy biết. Là 1, 1, 5, 5, 6, 6, 5 ạ. Hóa ra là vậy, tốt lắm. Ổ khóa của các cháu rất tốt, yên tâm nhé. Yeah, tuyệt quá. Kìa vì sao đêm lấp lánh ơi. Ta đây sẽ ăn trộm tất cả. Lạ thật, sao cửa kia lại để mở nhỉ? Mau kiểm tra xem. Cảnh sát, phải trốn ngay. Thật là bừa bộn quá. Anh Ngông, cảnh sát trưởng Lamparado, anh làm gì ở đây vậy? Chúng tôi đang đi tuần thì thấy cửa nhà anh mở toang. Có vẻ như căn nhà đã bị đột nhập. Cái gì cơ? Nhưng chúng tôi chắc chắn đã đóng cửa cẩn thận rồi mà. Làm sao mà có trộm được? Bọn con gặp cô của công ty cửa hôm nay. Và cô ấy đã hỏi bọn con mật khẩu cửa. Vâng ạ. Có vẻ như cô ta là kẻ trộm. Dobby, Pavilion, mau lục soát ngôi nhà. Sếp, tôi không tìm thấy tên trộm nào cả. Liệu có phải hắn trốn rồi không? Không có gì lạ ở xung quanh ngôi nhà cả. Không phải ngôi nhà đồ chơi này vừa nãy ở kia à? Và ống khói sao lại có đuôi thế kia? Các người tìm thấy ta rồi. Nhưng các người sẽ không bắt được tiến sĩ Linh Dương ta đây đâu. Lại là Linh Dương đuổi theo cô ta. Mọi người cẩn thận đấy. Dừng lại. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, nếu nhà các bạn lắp cửa tự động, hãy nhớ không được để cho người lạ biết được mật khẩu nhà mình. Nếu kẻ xấu biết được mật khẩu nhà các bạn, họ có thể đột nhập vào và điều này rất nguy hiểm. Hãy ghi nhớ điều này nhé. Không ăn đồ chơi. Mình đã mua rất nhiều đồ ăn ngon. Bánh vòng của mình đâu mất rồi? Ôi không, mình giấu tay vào bánh ngọt của mình.
ngon quá đi mất. Nhá. Là em lấy ạ. Trả lại cho chị ngay. Trời ơi, bụng của em đau quá. Sao thế? Cứu ơi, có ai giúp cháu với? Có ai giúp cháu với? Ở đằng kia có chuyện gì rồi? Chúng ta mau tới kiểm tra xem. Lừa em, cháu bị sao vậy? Bụng cháu đau quá. Nhanh nào, mau đưa cậu bé đến bệnh viện. Bác sĩ Hiếu, tại sao cậu bé lại bị đau bụng vậy? Có vẻ như cậu bé này đã ăn phải đồ ăn có chứa độc. Cái gì cơ? Lừa chị, em trai cháu vừa ăn gì vậy? Em ấy ăn đồ cháu vừa mới mua, một cái bánh, dâu tây và bánh bao mà. Papillon, Dobby, chúng ta phải điều tra những cửa hàng này. Đã rõ. Chiếc bánh không có vấn đề gì. Tôi nói rồi, bánh của tôi đảm bảo mà. Tiệm bánh này 100 tuổi rồi đấy. Công thức gia truyền từ đời ông cố nội của cháu mà, nên không thể có vấn đề gì đâu ạ. Xin lỗi đã làm phiền ạ. Dâu tây này là tự tôi hái luôn đấy. Chúng đều tươi mới cả. Con của tôi cũng ăn dâu này luôn mà. Xin lỗi đã làm phiền ạ. Làm sao mà bánh phòng nhà tôi lại có vấn đề được chứ? Nhìn đi, màu sắc rực rỡ bắt mắt. Mùi và hương vị đều tuyệt vời. Anh thử đi, ruột bánh mềm mại. Sao lạ nhở? Đây không phải bánh phòng nhà tôi làm. Là đất sét. Đất sét? Bánh phòng ở đây cũng được làm từ đất sét. Đây cũng vậy. Đến cái gấp bánh cũng được làm từ đất sét luôn. Vậy là lừa em đã ăn phải bánh vòng được làm từ đất sét. Sao lại có thể như vậy được? Dấu tay này là của trẻ con. Là bạn của con trai tôi. Sao lại có nhiều đất sét thế này? Có vẻ như tê giác nhỏ đã làm ra những chiếc bánh vòng này. Gì? Cô tê giác, cô có biết con trai cô đang ở đâu không? Con trai tôi đến công viên chơi rồi. Thằng bé có nhắc là sẽ chia sẻ đồ ăn mình làm cho các bạn. Chia sẻ đồ ăn sao? Ôi không, chúng ta phải nhanh lên. Xong hết rồi. Tê giác nhỏ, cậu thật tuyệt vời. Nhìn nó ngon quá. Hà mã nhỏ, cậu thật tuyệt vời. Cậu bé cũng có ở đây. Ở đây cũng không có. Chúng ta bắt đầu ăn thôi. Một miếng thôi. Một miếng nhỏ thôi. Không được ăn. Cái này có dấu răng rồi. Ôi không. Nhìn nhỏ đã nuốt phải đất sét rồi. Cẩn thận. Mau đưa cô bé đến bệnh viện ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, không bao giờ được bỏ đồ chơi vào trong miệng.
đặc biệt là những món đồ chơi làm từ đất sét nặn. Đất sét có thể rất vui khi chơi và thường có mùi thơm. Nhưng nếu ăn phải hoặc nuốt phải có thể gây đau bụng hoặc thậm chí trúng độc. Các bạn đã nhớ chưa? Khóa kỹ cửa và cửa sổ. Con yêu, mẹ phải ra ngoài một lát. Con ở nhà khóa thật kỹ cửa, cửa sổ và không được cho người lạ vào nhà nhé. Vâng ạ, à, con biết rồi. Chào con. Chào mẹ. Kem ngon bác này ơi. Kem á? Mình cũng sẽ mua một cây kem. Cháu ăn cây ạ. Tất cả các cửa đã bị khóa chặt, mình phải chuyển sang nhà khác thử mới được. À, cửa này mở này. Mình tìm thấy rồi. Và không ai ở nhà nữa chứ. Quá tuyệt vời. Nhìn đẹp đấy, ta xin nha. Wow. Ôi, nhiều đồ ăn ngon ghê. Hóa ra đây là nhà thỏ sao? Cuối cùng mình cũng có một cây kem. Mẹ về rồi á? Mẹ ơi. Chú là sói. Thỏ con, vì cháu đã nhìn thấy chú rồi nên chú không thể để cháu chạy thoát được. Con bé đâu rồi? Cháu chạy không thoát được đâu. Tìm thấy rồi nha. Phải làm sao bây giờ? Có rồi. Mình phải gọi điện thoại. Xin chào, cảnh sát trưởng Labrador nghe đây. Thỏ con, cháu mau trốn đi, đừng phát ra tiếng động. Cô chú sẽ đến đó ngay. Dobby, Babylon, đi nào. Thỏ con, đừng trốn nữa, ra đi cháu. Ta biết cháu ở đâu mà. Cảnh sát. Ôi không, mình làm gì bây giờ? Trốn trường đã. Đừng sợ, bọn chú sẽ tìm ra tên trộm. Cửa sổ vẫn còn bị khóa từ bên trong. Tên trộm chắc chắn còn ở trong nhà. Ý, tìm thấy rồi, hóa ra người trốn ở đây. Là robot hút bụi ạ. Thế tên trộm đâu rồi nhỉ? Hóa ra là ở đây. Mình đã ăn hơi nhiều. Sói, dừng lại. Ừ.
Ngươi không bắt được ta đâu. Wow, bột à. Xem đây. Ôi không, tôi không thấy gì cả. Xem đây. Hắn ta đi đâu rồi? Hắn chạy thoát mất. Chúng ta phải nhanh lên. Đợi đã, không phải đâu. Tôi biết hắn ở đâu rồi. Hắn ở kia kìa. Bắt được rồi nha. Lạnh quá, tôi không bao giờ ăn trộm nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ luôn phải nhớ đóng và khóa cửa thật kỹ để đề phòng kẻ trộm có thể đột nhập vào nhà của các bạn. Nếu bạn nhìn thấy kẻ trộm, đừng hoảng sợ. Hãy nhanh chóng gọi cho cảnh sát hoặc ba mẹ để được giúp đỡ. Hãy nhớ điều này nhé. Dưa hấu mọc trong bụng tôi. Dưa hấu ngon tuyệt vời. Bụng của tôi đau quá. Cô coi sao lớn mà phải hạt dưa hấu. Và giờ có một quả dưa hấu rất to đang mọc trong bụng cô. Ở đằng sau công viên này có một người nông dân tên là Linh Dương, và cô ấy có thể loại bỏ hạt dưa hấu ra khỏi cơ thể. Cô phải đi tìm cô ấy ngay. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Chúng mình cũng đã nuốt phải hạt dưa hấu rồi. Mời đi tìm nông dân Linh Dương ngay. Nếu cậu nuốt phải hạt dưa hấu, nó sẽ vào trong bụng cậu đấy, to như thế này này. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Mời đi tìm cô nông dân Linh Dương. Chúng ta phải tìm được Linh Dương. Hamster nhỏ, có chuyện gì vậy? Đừng nuôi hạt dưa hấu, nếu không sẽ có quả dưa hấu mọc và phát triển trong bụng chú. Sau đó nổ tung cái bụng, chú sẽ bay lên trời như tên lửa ấy. Đừng sợ, kể cả cháu có lỡ nuốt phải hạt dưa hấu, nó cũng sẽ bị đào thải ra ngoài theo đường tiêu hóa. Hạt không thể nảy mầm trong bụng được đâu. Thế là tin giả ư? Đấy chỉ là tin đồn thôi, cháu đừng tin nó. Ôi không, các bạn cháu đang đi tìm cô nông dân Linh Dương để tìm cách chữa. Nông dân Linh Dương mà biết chữa bệnh sao? Nghe thật đáng ngờ. Cháu cứ về nhà trước đi, chú sẽ điều tra việc này. Biến thành cô nông dân. Cô nông dân Linh Dương, có quả dưa hấu đang to dần trong bụng cháu. Hãy giúp cháu với. Mọi người đừng có xô đẩy, tôi sẽ đưa mọi người đến chỗ chữa bệnh ngay. Mình đến chưa ạ? Mình đến chưa ạ? Bà đấy, cháu ăn rất nhiều dưa hấu, liệu bụng cháu có nổ luôn không ạ? Các cháu thực sự nghĩ sẽ có dưa hấu mọc trong bụng mình thật hả? Sao mà ngốc thế? Nhưng mà cháu nhìn thấy mà, bụng cô ấy to ra như thế này này. Thế hả? Như thế này sao? Là bóng ma sao? Tôi cũng là cô mà các cháu nói chuyện ở công viên đấy. Chúng ta bị lừa. Cảnh sát! Kia kìa, cái xe kia. Là cảnh sát trưởng Labrador. Cứu cháu. Cái gì? Đuổi kịp được sao? Xem đây. Các người sẽ không bắt được ta đâu. Đau quá. Mình thấy dễ chịu hơn nhiều rồi. Hồi quá. Hồi quá thì mất. Mình phải chuồn ngay. Cảnh sát trưởng Labrador.
đừng lo, các cháu an toàn rồi. Papillon, cô hãy ở đây với lũ trẻ. Được. Dobby, đi theo tôi. Đứng lại. Hả? Các người sẽ không bao giờ bắt được tiến sĩ Lịch Dương. Hả? À. Dưa hấu khổng lồ. Ôi không, cô ta đâu rồi? Không, cô ta đang trốn bên trong quả dưa hấu kia. Để tôi bắt cô ta. Không cần phải vội đâu. Ăn quá nhiều dưa hấu sẽ khiến cô ta bị đầy bụng. Cô ta sẽ phải ra ngoài sớm thôi. Mình đau bụng quá. Linh Dương, cô phải đi cùng chúng tôi. Sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, người xấu sẽ bịa ra những tin giả và lan truyền nó cho nhiều người nghe. Khi nghe thấy một tin đồn, bạn phải bình tĩnh suy nghĩ thật kỹ đúng sai. Nếu không chắc chắn, các bạn hãy hỏi ngay ba mẹ hoặc thầy cô giáo nhé. Hãy nhớ đừng vội tin và lan truyền thông tin khi mình chưa hiểu rõ. Không trốn vào nơi chật hẹp. 10, 9 mọi người trốn đi nào. 7, 6 mình trốn ở đâu bây giờ được nhỉ? Hả? Chỗ đó trông được đấy. Nếu mình trốn ở đây sẽ không có ai tìm được mình hết. Sẵn sàng chưa? Tớ đi tìm đây. Tìm thấy chuột chữ nhỏ rồi. Mình tìm thấy rồi. Tìm thấy tắc kè nhỏ rồi. Tớ không tìm thấy trâu nhỏ. Chắc hẳn là trâu nhỏ rồi. Bắt được rồi. Cái mông của tôi à. Các cháu làm sao vậy? Cảnh sát trưởng Labrador, có con quái vật cây đang đuổi theo bọn cháu. Quái vật cây á? Đúng vậy ạ, cháu nhỏ cũng bị mất tích rồi ạ. Chắc chắn con quái vật cây đã bắt cậu ý ạ. Chứng kiến bạn ấy đi ạ. Cái gì? Các cháu về nhà trước đi nhé. Dobby, chúng ta đi nào. Không ở đây. Ở đây cũng không có. Có gì đó chuyển động ở đằng kia. Là quái vật cây. Bắt được rồi nhá. Nó có cánh kìa. Ai đấy? Ai đẩy tôi thế? Là chú chim gõ kiến ạ. Có vẻ như đây không phải là quái vật cây đã hù dọa bọn trẻ. Cái gì? Quái vật cây gì? Đây là tuyệt tác của tôi mà. Wow, tuyệt vời. Dĩ nhiên rồi. Xem đây. Wow. Tổ
Tôi là một nhà điêu khắc gỗ tài năng mà. Nó đi đâu rồi nhỉ? Đây là dấu chân của trâu nhỏ. Trâu nhỏ, vật điêu khắc bị mất. Ôi không, con quái vật cây đó chắc hẳn là trâu nhỏ bị kẹt trong tác phẩm điêu khắc gỗ rồi. Chúng ta cần tìm cậu bé ngay. Làm ơn có ai cứu cháu. Dobby, cẩn thận. Thấy không, tôi rất nhanh nhẹn. Quái vật cây là trâu nhỏ đấy. Nhanh nào. Xem tôi đây. Bắt được rồi. Ôi không, phía trước có đường dây xe lửa. Dobby, đến giúp tôi nào. Cố lên nào. Chúng ta làm được rồi. Cảnh sát trưởng Labrado, cháu sẽ không bao giờ trốn ở những chỗ chất hẹp nữa đâu à. Cảnh sát trưởng Labrado, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, các bạn tuyệt đối không được trốn ở những nơi chật và hẹp như khe tủ, khe đá và các hốc cây. Cũng không được thò đầu hoặc tay chân vào những chỗ hẹp như vậy. Điều đó rất nguy hiểm và các bạn có thể bị kẹt nữa. Hãy ghi nhớ điều này nhé. Ông ơi, đừng đốt tôi. Ngon quá đi mất. Mình sẽ lấy hết mật ong ở chỗ này. Chạy sao tôi sao? Thật là đáng sợ quá. Lũ ong này ở đâu mà ra vậy? Có phải lũ ong mình nuôi không? Có chuyện gì thế này? Tôi đã bị ăn trộm rồi. Cảnh sát trưởng Labrador đang nghe đây. Cảnh sát trưởng Labrador, có một tên trộm đột nhập vào trang trại ong của tôi. Giúp tôi với. Gì cơ? Tôi sẽ đến đó ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, tất cả mật ong của tôi đều bị trộm mất rồi. Giúp tôi, giúp tôi. Dobby, chúng ta hãy mau điều tra hiện trường ngay. Hàng rào đã bị phá hỏng, có mật ong rơi ở dưới đất. Chúng ta một lần theo dấu vết của mật ong. Dấu vết dừng lại ở đây. Cái gì kia? Đây là một miếng của tổ ong. Vẫn còn vết mật ong ở trên. Tên trộm đó chắc chắn ở gần đây. Đàn kiến đang đến từ đằng kia. Lối này. Đàn ong. Đừng đuổi theo nữa mà. Nhanh nào, chúng ta phải mau chóng bảo vệ mọi người. Cháu đừng cố gắng đánh đuổi đàn ong. Như vậy sẽ càng làm chúng tức giận hơn đấy. Dobby, hãy mau trốn vào trong nhà. Hey, 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 hey.
biển số ong kia đi. Làm thế nào chúng ta có thể ra khỏi đây? Pavilion, chúng tôi bị ong bao vây. Chúng tôi cần sự trợ giúp. Đã rõ. Pavilion luôn có cách. Tên trộm chắc chắn là ở gần đây thôi. Chúng ta mau đuổi theo đàn ông. Ở đây. Quan trang nhỏ bé, nhớ thu thập hết ong nhé. Bắt tạm. Nhìn số mặt ong này đi, ngon quá đi mất. Ai thế nhở? Cảnh sát trưởng Labrado. Mình chạy thôi. Đứng lại đó. Dừng lại, nguy hiểm lắm. Đừng có bà hỏng lừa ta. Có rất nhiều ong bên trong bụng của con chân nhỏ bé. Đau quá. Đau quá. Tôi sẽ không bao giờ ăn trộm nữa đâu. Mau đưa anh ấy đến bệnh viện. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, nếu các bạn bắt gặp ong trên đường, đừng cố gắng đuổi chúng đi, mà hãy nhanh chóng nhẹ nhàng rời khỏi chỗ đó. Nếu các bạn bị ong đốt, cố gắng đừng gãi vết thương, mà hãy nhanh chóng đến bệnh viện gần nhất. Hãy ghi nhớ điều này nhé. Không được cho đầu vào hàng rào. Nhanh lên nào bà ơi. Hả? Kem ngon, kem ngon. Được rồi, đứng ở đây chờ ba quay lại nhá. Có chuyện gì vậy? Các con của tôi mất tích rồi. Chúng vừa đứng ở đây một phút trước mà. Đừng lo, chúng ta bắt đầu tìm ở quanh đây trước. Tôi tìm ra dấu chân của bọn nhỏ. Và dấu chân dừng lại ở đây. Hàng rào ở đây đã bị mất. Có vẻ như nó bị kéo đi mất. Dấu vết của hàng rào và dấu chân của bọn trẻ đều ở gần đường ray rồi biến mất. Ôi không, bọn trẻ bị kẹt ở trên tàu rồi. Đi nào. Ôi không, nó đang đi vào đường hầm. Đúng rồi, giữ chặt nhé. Đi nào.
Wow, khủng long bay à. Cẩn thận đấy, chúng ta đang đi ra ngoài rồi. Hãy bắt lấy hàng rào. Đi nào. Thật là một ngày tồi tệ. Ở đằng kia, nhanh nào. Đừng lo, bọn chúng sẽ cứu cháu ra. Nhanh lên nào, Dobby. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, không được cho đầu vào giữa thanh chắn của hàng rào vì tò mò hoặc vui đùa. Các bạn có thể bị thương hoặc gặp nguy hiểm khi bị kẹt. Nếu chẳng may bị kẹt, đừng cố tự kéo mình ra. Hãy nhanh chóng nhờ sự trợ giúp từ người lớn. Hãy nhớ điều này nhé. Nhai kỹ thức ăn. Ngày xưa có một con quái vật nọ rất thích chơi trốn tìm ở trong rừng. Cậu nên ăn chậm, nhai kỹ, hamster nhỏ. Các cậu ơi, chúng mình chơi trò 1, 2, 3 đi. Tớ tới ngay đây. Đợi tớ với. Các cậu chuẩn bị xong chưa? 1, 2, 3. Ai đó vừa cười xong đúng không? Ra đi nào. Không phải bóng tớ mà. Đến chơi với ta nào. Ai đang nói vậy? Ta đến tìm các cháu đây. Đáng sợ quá đi ba. Các cháu đừng sợ, là bọn chú đây mà. Có chuyện gì vậy? Có một con quái vật tàng hình và nó muốn chơi trốn tìm với bọn cháu. Đáng sợ lắm mà. Quái vật tàng hình ư? Nó ở đằng kia. Chúng ta đến đó xem sao. Làm gì có quái vật tàng hình cơ chứ? Chắc ai đó trốn để dọa bọn trẻ con thôi. Tiếng gì vậy nhỉ? Đằng kia. Quái vật, mau chạy đi, mau chạy đi. Bác cầy má mót, cháu là cảnh sát Dobby đây, không phải quái vật đâu. Nhưng mà tôi nghe thấy âm thanh đáng sợ phát ra từ cái lều ở đằng kia. Nghe đáng sợ lắm. Cái lều kia phải không? Chúng ta mau đến đó xem. Sao lại có cái tai nghe ở trên đĩa ăn vậy nhỉ? Các cậu đừng sợ. Cảnh sát trưởng Labrador sẽ bắt được con quái vật sớm thôi. Các cháu không tìm được ta đâu. Ta đang trốn ở ngay đây này. Âm thanh phát ra từ trong bụng của Hamster nhỏ.
cơ. Ta đang ở ngay đây này. Là giọng của con quái vật đó. Các cháu đừng sợ, đây là âm thanh phát ra từ chiếc tai nghe này. Hả? Khỉ con, có phải là của cháu không? Vâng. Nhưng cháu để tai nghe ở trên bàn mà, sao nó lại chỉ còn một cái à? Hả? Tai nghe trên đĩa ăn và giọng nói kỳ lạ phát ra từ bụng của hamster nhỏ. Chú biết rồi, tai nghe của khỉ con rơi vào đĩa đồ ăn và hamster nhỏ đã nuốt một trong hai cái tai nghe. Vì thế mà âm thanh phát ra được từ bụng của hamster nhỏ. À, cháu nhớ rồi, hamster nhỏ luôn nuốt chừng thức ăn. Cháu đã dặn bạn ấy phải ăn thật chậm, nhai thật kỹ. Cậu bé đâu rồi? Chúng ta cần phải mang cậu bé đến bệnh viện gấp. Cậu ấy đi lối kia. Dobby, đi nào. Hamster nhỏ. Hả? Ôi, ôi, bụng mình đau quá. Xin ông hãy mau ra khỏi bụng của tôi nhanh ấy, nhanh lên à. Cẩn thận. Ba ơi, nhìn kìa. Ôi không, đường này bị chặn rồi. Dobby, để đấy cho tôi. Bụng của cháu đau quá đi. Hamster nhỏ, cháu đã nuốt phải một cái tai nghe. Bây giờ chúng ta sẽ phải đến bệnh viện ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, hãy luôn nhai kỹ thức ăn. Không nuốt chửng hoặc ăn vội vàng. Điều này có thể tạo ra trứng khó tiêu, hoặc có thể vô tình nuốt phải những đồ vật không phải là đồ ăn. Nếu các bạn nuốt phải vật lạ, hãy nói ngay cho người lớn biết và phải đến bệnh viện ngay. Hãy nhớ điều này nhé. Woo! Cẩn thận với dây diều. Hey, tay nhanh hơn cậu rồi nhá. Tóc của cậu kìa. Có chuyện gì vậy này? Cái gì kia? Xin chào, cảnh sát trưởng Labrador nghe đây. Cảnh sát trưởng Labrador, ở trong công viên có ma. Đi đây, tới đây giúp chúng cháu với. Có ma ư? Chú sẽ tới đó ngay. Tóc các cháu bị sao vậy? Bọn cháu chơi xe trượt ở đằng kia thì đột nhiên tóc bọn cháu biến thành như thế này. Chắc chắn là có ma thật rồi. Thế là đáng sợ quá đi. Các cháu đừng khóc, trên đời này không có ma đâu. Các cháu về nhà trước đi. Dobby, chúng ta đi kiểm tra nào. Được. Cái này sẽ giữ cho mình được an toàn. Ở đằng kia. Đi nào. Đó đâu rồi? Chúng ta chia nhau ra nào. Nghe như tiếng của cái kéo vậy. Bắt được rồi. Ôi không, tóc của tôi. Anh lười. Cái gì? Vậy ra anh chính là con ma phải không? Không phải tôi. Anh ấy không phải con ma đâu. Anh ấy là thợ vườn ở đây. Anh ấy vẫn làm việc vào giờ này
vì anh ấy di chuyển rất chậm. Đúng vậy. À, vậy thứ chúng ta vừa gặp là gì? Cơn gió này to thật đấy. Cẩn thận. Cái gì thế? Là một con diều. Con diều á? Nhìn này, đây là phần đuôi của một con diều. À, vậy ra con ma là do con diều bay. Bảo sao mỗi khi gió nổi lên là chúng ta lại nhìn thấy nó xuất hiện. Nhưng làm sao mà con diều có thể cắt tóc mọi người được? Dây diều có thể sắc bén, thậm chí có thể cắt được cả hoa quả dễ dàng. Cho nên cắt tóc cũng là chuyện thường. Nghe thật là nguy hiểm. Chúng ta phải tìm ra con diều đó ngay. Hãy chú ý tới hướng gió. Hướng đó. Ở đằng kia. Đúng là một con diều. Ôi kìa của anh. Mũ của mình. Ở đằng kia có nhiều người tập trung quá. Nó sẽ gây nguy hiểm cho rất nhiều người. Mọi người cúi xuống ngay. Bông bay của tôi. Ôi không. Đúng rồi. Chúng ta an toàn rồi. Dây diều rất mảnh và sắc, có thể dễ dàng gây thương tích cho mọi người. Mọi người hãy chú ý nhé. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, khi diều lên cao, dây diều có thể trở nên rất sắc bén. Nếu có người đang thả diều hoặc bạn bắt gặp một con diều rơi gần mình, hãy cẩn thận, tránh xa khỏi đó ngay để tránh bị thương. Hãy ghi nhớ lời khuyên này nhé. Không được chơi với dụng cụ chữa cháy. Hãy mau tới đó nào. Thơm quá đi mất. Khoai tây lốc xoáy ngon tuyệt đây. Wow. Mọi người đây. Ôi, mùi gì vậy? Cái đuôi của tôi. Cẩn thận đấy. Cứu tôi với. Mau lấy bình cứu hỏa. Nó đâu rồi? Cứu tôi với. Tôi tới đây. Thật may quá. Mong tôi suýt nữa bị đốt cháy rồi. Thật là nguy hiểm khi anh không có bình cứu hỏa. Ai đó đã lấy nó đi mất rồi. Cảnh sát trưởng Labrador xin hãy giúp tôi tìm ra nó. Đừng lo, không có vụ án nào mà tôi không phá được. Dấu tay trẻ con. Ở đây có một dấu tay nhỏ hơn nữa. Trên tường có gì kia? Vết sử dụng bình cứu hỏa. Nó có cả trên quả bóng bay kia nữa kìa.
Hả? Bình cứu hỏa tự bay mất à? Không, tôi nghĩ là có đứa bé nào đấy đã lấy chúng. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra bọn trẻ. Ừ, để tôi đi kiểm tra. À, bọn trẻ đi hướng kia. Ê, gió ở đây to quá. Có chuyện gì vậy? Dobby! Cứu tôi với! Cho qua! Xin cho tôi qua! Dobby, bám chặt vào! À, tôi tìm thấy bọn trẻ rồi. Dobby, tôi thấy mấy đứa trẻ nhà khỉ nghịch bình cứu hỏa đằng kia kìa. Chúng đi hướng đó. Thật nguy hiểm quá, chúng ta phải ngăn bọn trẻ lại ngay. Như thế nào mới là tuyệt không? Xem chị đây này. Dừng lại, nó nguy hiểm lắm. Mắt của em. Ôi không. Ôi không, Dobby, mau chóng lấy bình cứu hỏa đó. Hãy để tôi. Cứu tôi với. Cẩn thận. Bấm chặt vào. Bắt được rồi. Không gì có thể chạy thoát khỏi tôi đâu. Chúng ta phải mau chóng mang cô bé đến bệnh viện ngay. Bọn cháu sẽ không bao giờ chơi với bình cứu hỏa nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, di chuyển hoặc gây hại đến các thiết bị chữa cháy là vi phạm pháp luật. Vì vậy, chúng ta không được chơi với bình cứu hỏa. Nếu gần khu vực xảy ra hỏa hoạn không có bình cứu hỏa, chúng ta không thể kiểm soát được lửa và gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, nếu chúng ta sử dụng bình cứu hỏa không đúng cách, các bạn có thể gây tổn hại đến bản thân và những người xung quanh. Hãy ghi nhớ điều này nhé. Thuốc không phải là kẹo. Yahoo! Hôm nay mình sẽ được đi chơi với các bạn. Cái gì đây nhỉ? Chắc đây là kẹo mới mẹ mua cho mình. Sao mùi vị nó lạ thế nhỉ? Thôi kệ, để giờ đi chơi rồi. Sao mà ngừa thế nhỉ? Có chuyện gì thế này? Tóc của mình sao tự nhiên lại bỏng dài ra thế này? Có chuyện gì thế? Là tiệm cắt tóc. Để đấy cho tôi. Tôi sẽ biến bạn trở nên thật tuyệt vời. Cái chuyện gì vậy? Tôi có thể làm được mà.
Cái kéo vào của tôi. Tóc của cháu. Có chuyện gì thế? Cháu bị làm sao vậy? Có chuyện rồi. Ôi cảnh sát trưởng Labrador, có một con quái vật lông lá đuổi theo chúng tôi. Quái vật lông lá? Đáng sợ lắm luôn, nó đi hướng kia kìa. Chúng ta đi nào. Bóng bay lớn đây. Cháu xin lỗi. Cháy cho. Cháu không có ý mà. Mẹ ơi, con muốn cái này và cả cái này nữa. Xin hãy gói hết tất cả lại cho tôi. Đây. Thương đó. Đây, hoa quả của chú. Đóng gói xong rồi đây. Sao mà chóng mặt thế? Hả? Ở đằng kia. Dừng lại. Hả? Cái gì đây? Thuốc mọc tóc. Tôi hiểu rồi, cậu bé đã uống nhầm thuốc mọc tóc rồi. Như vậy là quá nguy hiểm, chúng ta phải mang cậu bé tới bệnh viện ngay. Ôi sao mà chóng mặt thế? Sao nhím nhỏ chưa đến nhỉ? Tôi đến rồi đây. Nhím nhỏ, cậu bị làm sao vậy? Được cậu bé tới bệnh viện ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ hãy nhớ không được ăn uống thuốc như ăn kẹo. Các bạn sẽ cảm thấy chóng mặt, đau đầu và đau bụng. Thậm chí tính mạng cũng có thể gặp nguy hiểm nữa. Các vị phụ huynh cũng luôn nhớ để các loại thuốc ra khỏi tầm tay của trẻ con. Hãy nhớ những điều này nhé. Đóng giả làm trẻ con. Nhìn ngon quá. Này cháu, cháu có sao không? Đi phải chú ý chứ. Cảnh sát. Họ không biết đâu. Hả?
lại chạy ra đây một mình thế hả? Cảm ơn các chú cảnh sát nhé. Tạm biệt. Thế sao họ hành động kỳ lạ vậy nhỉ? Cứ sao sao ấy. Có lẽ có vấn đề gì ở đây rồi. Chúng ta thử theo dõi họ xem. Cẩn thận đấy. Con chọn đi nào. Không muốn cái gì? Không muốn cái này. Không, mà đấy nhiều nọt lắm. Họ biến mất rồi. Ôi không, họ đi đâu mất rồi? Đi đường kia nào. Này, suýt nữa thì bị cảnh sát tóm được rồi đấy. Đừng có cằn nhằn. Hôm nay chúng ta phải bắt cóc được một đứa trẻ nào đó. Hai bánh vòng ạ. Xin lỗi cháu, chú vừa bán hết rồi. Mẹ ơi mẹ, con muốn ăn bánh vòng cơ. Cơ hội đây rồi. Xem đây. Thơm quá đi mất. Bánh vòng của tôi đâu? Lấy được rồi. Giờ đến lúc diễn thôi. Đi nào. Mẹ ơi, con muốn ăn bánh vòng cơ. Wow, ngon quá. Yummy yummy. Con yêu à, con cho bạn thỏ con một chiếc bánh đi nào. Của bạn đây. Wow, cảm ơn bạn. Cảm ơn chị rất nhiều. Cáo con thật là ngoan. Tai của con to thật đấy. Sao con lại đi giày số to như thế kia? Ôi không, cô ta nghi ngờ chúng ta rồi. Con yêu à, con với bạn thỏ con cùng lái xe. Đồ chơi đi, chơi đi. Thỏ con, chúng mình đi chơi đi. Được thôi. Nút khởi động ở đâu ấy nhỉ? Đây rồi. Cẩn thận đấy, đừng đi xa nhá. Thỏ mẹ, váy của chị đẹp thật đấy. Cảm ơn chị, giày của chị cũng rất đẹp. Lát nữa chúng ta cùng đi mua sắm nhá. Bọn trẻ con đâu rồi nhỉ? Cáo con, thỏ con. Thỏ con. Thỏ con đang ở đâu vậy? Chào chị nhá. Thỏ con. Thỏ con. Thỏ mẹ, có chuyện gì vậy? Cảnh sát trưởng Labrador, con của tôi bị mất tích rồi. Xin hãy mau giúp tôi tìm lại cháu bé với. Lần cuối chị nhìn thấy cháu là khi nào? Ở trước cửa hàng bánh vòng. Con bé chơi ô tô đồ chơi với cáo con ở đấy. Sau đó tôi đang nói chuyện với chị cáo đỏ thì... mà chị cáo đỏ đâu rồi nhỉ? Chị cáo đỏ có bị mất tích rồi ư? Có khi nào chính gia đình cáo đỏ kỳ lạ chúng ta gặp lúc nãy không? Ôi không, tôi nghĩ là họ đã bắt cóc thỏ con rồi. Con tôi. Vết lốp xe đồ chơi này. Đi nào. Cáo con, chúng mình đang đi đâu vậy? Tôi muốn về nhà. Không có ai ở đây đâu. Cậu không về nhà được nữa đâu. Cáo con. Cáo con, phải gọi ta là ngài cáo. Chú đóng giả làm trẻ con á. Đúng vậy. Cháu biết không, chú cũng giả làm phụ nữ đấy. Đứng lại. Để cô bé yên. Ôi không, là cảnh sát, chạy đi. Cháu với. Này, đừng lo, cháu an toàn rồi. Con yêu. Con yêu. Mẹ ơi. Con yêu của mẹ. Đứng lại ngay. Đứng lại đó. Nhanh lên. Cẩn thận đấy. Hẹn gặp lại sau nhé. Ôi không. Các anh không thoát được đâu. Cắt đuôi bọn chúng đi. Rẽ phải. Các anh nên dừng lại. Họ sẽ bắt được ta mất để tôi lái cho. Tôi lái. Tránh ra. Nghe tôi đi hướng này. Nghe tôi đi để tôi. Xem tôi đây.
Không ai có thể thoát khỏi tôi đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ hãy luôn đề phòng người lạ, kể cả với các bạn nhỏ khác. Các bạn phải luôn chú ý cẩn thận với những người mà chúng ta mới gặp. Không được nhận đồ vật mà họ đưa cho bạn, cũng không được đi theo họ, bởi vì rất có thể những người này đều là những kẻ bắt cóc. Hãy luôn ghi nhớ điều này nhé. Quái vật biển hôi thối. Tớ cũng muốn ăn. Thật là ngon quá đi. Chúng ta có một cuộc gọi. Một con quái vật biển đang tấn công con tàu. Đi nào. Xem tới đây. Quay quay. Bay lên trời cao. Ôi, các cháu vào trong đi. Đừng sợ, thuyền trưởng Châu sẽ giữ an toàn cho các cháu. Nó đến rồi, chạy đi các cháu. Là một con quái vật biển. Hãy cứu họ. Nhanh nào. Đừng sợ. Đã rõ, xem tới đây. Babylon luôn có cách. Hả? Nà? Hả? Thật kỳ lạ. Nó đi rồi kìa. Nó đi thật chưa? Để cháu xem nào. Cá nhỏ. Bắt lấy. Dobby. Babylon, con quái vật đã bắt Dobby. Chúng ta cần phải cứu anh ấy. Đã rõ. Đừng ăn tôi. Tôi hôi lắm và cũng chẳng còn chút nào. Đừng ăn tôi. Đừng ăn tôi. Cái gì? Chuyện gì đang diễn ra vậy? Dobby, cố lên, tôi đang đến rồi. Nó bốc mùi quá. Nhìn kìa, có rất nhiều rác trên cơ thể nó. Con quái vật biển này không có ý tấn công chúng ta. Nó chỉ đang cố gắng để thoát khỏi đống rác. Đó là lý do tại sao nó dùng tôi như một chiếc khăn tắm. Babylon, hãy giúp con quái vật này đi. Để đó cho tôi. Đến giờ biểu diễn của con trăn bé nhỏ rồi. Con trăn bé nhỏ, bật chế độ máy hút bụi. Tón, đã phát hiện thất vận. Bắt đầu dọn dẹp. Không, tôi không phải là rác. Dobby,
lần cuối anh tắm là khi nào vậy? Tôi mới tắm tháng trước mà. Đó là lý do tại sao Walton bé nhỏ nghĩ anh là rác. Walton bé nhỏ, chuyện mục tiêu. Giỏi lắm, Walton bé nhỏ. Anh là một con bạch tuộc khổng lồ. Nhìn đây, anh ấy bị thương. Phải điều trị cho anh ấy ngay. Bạch tuộc khổng lồ thật là đáng thương. Chúng cháu sẽ không bao giờ bước ra xuống biển đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, việc vứt rác xuống biển có thể phá hủy hệ sinh thái biển. Và khiến nhiều sinh vật biển gặp nguy hiểm. Bảo vệ môi trường bắt đầu từ hành động của chúng ta.